mời các bạn cùng đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn tập thứ 9. Tên truyện: Mô Kim Hiệu Ý, Cửu U Tướng Quân. Tác giả: Thiên Hạ Ba Sướng. Nhà xuất bản: Quần Ngôn Xuất Bản Xã. Người dịch: Đinh Thảo, Lưu Hà, Nguồn: lạc hồn cốc.com. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7, Yêu Nữ Tây Hạ. Sa mạc Ma Ô Tố theo tiếng Mông Cổ có nghĩa là nước hoại tử. Mấy trăm năm qua hiếm khi xuất hiện dấu chân người, nhưng tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói có người thấy UFO ở đây. Cho dù là chim bay hay máy bay cũng không thể lơ lửng giữa bầu trời mà không nhúc nhích. Cái kia rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Tôi và Tuyển Béo Răng Vàng, ba người ngạc nhiên trợn tỏ mặt ngước lên trời muốn xem rốt cuộc là gì. Nhưng khoảng cách quá xa, cố gắng thế nào cũng vẫn chỉ thấy một điểm đen nhỏ bất động. Sơ Lê Dương lấy ống nhòm mang theo từ ba lô ra, điều chỉnh tiêu cự rồi nhìn lên. Là ưng. Tôi nhận thấy ống nhòm nhìn thử, quả đúng thực là một con thương ưng, ưng xanh bám như trèo trên trời cao. Tuyển Béo nói làm tôi giật cả mình: ưng ở trên trời làm gì, bắt thỏ à? Tôi nói chỗ này chuột còn không có, nói gì thỏ. Răng Vàng tò mò: nói gì tới chuột, cỏ còn không có một cọng, thế ưng ăn cái gì? Tôi nói ăn người chết thôi. Răng Vàng nói: đấy là loại ưng trụi ăn tử thi, có điều là nơi này đâu có người chết. Hay là nó chờ mấy anh em ta bị nắng phơi chết rồi lập tức xuống xé. Tuyền Béo mắng: mẹ xúc sinh toàn lông, mang làm thịt còn được miếng ngon, tiếc là xa quá, nếu không tôi một phát súng bắn chết ngay, xem thử ai ăn hại. Tôi nói có thể để Răng Vàng nằm ra chết trên đất dụ ực xuống. Răng Vàng thuận thế lăn ra đất nói: còn phải giả bộ sao, Răng Vàng tôi giờ đây khác gì người chết chứ, phơi thêm nữa tôi sắp bị nướng thành xác khô rồi đấy. Sơ Lê Dương giơ ống nhòm nói: không phải ưng trụi ăn xác chết, anh nhìn trên người nó xem, giống như có cái gì đó. Tôi nhận ống nhòm nhìn lại lần nữa, ưng bay trên trời kim quang lập lòe, hóa ra ở móng ưng có kim cánh cựa vàng. Chỉ có thợ săn thả chim đi săn bắn mới đeo kim cánh. Đeo kim cánh vào móng ưng lúc đi săn là thói quen lúc mang chim đi săn của quý tộc xưa. Năm đó người Mông Cổ chinh phục Trung Á có câu: một con ngựa tốt cũng khó đổi con chim ưng giỏi. Một con ưng săn thượng hạng còn phải hợp với một đôi kim chảo. Đó cũng không phải đồ thợ săn bình thường dùng đòi. Ưng săn hùng hãn mang kim cánh, lúc gặp chồn hoang sói dữ hoàng dương từ trời cao rít xuống, có thể nhẹ nhàng xé rách da lông của chúng. Đêm này ưng săn cực kỳ hiếm xuất hiện, nó chỉ là loại móng đeo kim cánh. Ở đây lại là sa mạc mênh mông bát ngát, con chim săn này rốt cuộc là do ai thả? Tuyển Béo hoài nghi: hay là thợ săn vào sa mạc săn hoàng dương? Tôi nói chỗ này vắng lặng như vậy, sớm đã không còn hoàng dương từ lâu rồi, có khi là dân đổ đấu tới địa cung Tây Hạ tìm bảo vật cũng nên. Tuyển Béo nói: hàng tốt nha, đổ đấu phối với ưng rồi đấy, thêm cặp bà thì đất liền đại dương thông thiên luôn rồi. Sơ Lê Dương nói: dân đổ đấu lợi dụng ưng săn theo dõi chúng ta, chỉ sợ kẻ tới bất thiện. Trong bụng tôi thầm nghĩ, kiểu này chính xác là nhằm vào sách vàng Tây Hà trong tay chúng tôi. Vào sa mạc rồi, 10 phần thì 8-9 phần là đụng phải đạo tặc trộm bộ, tránh không tránh nổi. Nhưng chúng tôi thân cô thế cô, phải làm sao tận lực tránh xung đột chính diện với đối phương. Hơn nữa gió cát lớn sẽ tới, nếu còn không đi sẽ phải chôn thây ở đây.
Trong sa mạc vô tận, không nơi trú ngụ, một khi gió động cát nổi, khả năng bị vùi lấp cực lớn. Bản lĩnh của anh dù lớn bao nhiêu cũng khó trốn thoát, cho nên nhất định phải tìm được nơi tránh gió. Nhưng bốn phía đều là cát vàng mênh mông, căn bản không có chỗ trốn. Sư Lê Dương dùng ống nhòm quan sát xung quanh, chỉ về hướng tây nam. Anh nhìn xem đó là gì. Tôi lấy ống nhòm thử nhìn, xa xa tựa như có dặng núi cát, trông giống một tuyến đường kéo dài tới tận chân trời, vắt ngang cuối biển cát. Trong bụng tôi cảm giác kỳ quái, đó là thứ gì? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ là gì, trời xanh cùng với bờ cát đã mơ hồ. Gió cát từ tây bắc cuốn tới mãnh liệt, giống như con rồng vàng lớn đang quẫy mình. Sư Lê Dương nói, gió cát tôi nhanh quá. Tôi ngoắc tay họ, nói, đừng nhìn nữa, mau đi thôi, tới phía dưới núi cát kia tránh đi. Giang vàng lảo đảo lắc lư đi sau cùng. Lão hồ ơi, tôi thực sự là đi không nổi nữa rồi. Bây giờ cặp đùi này giống như đổ chỉ quấn thiếc, không kéo ra được rồi. Gió cát kia không phải vẫn ở tiết chân trời kia mà. Xa như vậy tôi thấy thổi không tới chỗ chúng ta đâu. Anh nhìn mặt trời xem, vẫn còn ngời ngợi thế kìa, nghỉ một lát không được sao? Tôi dọa hắn bảo, nghỉ cái gì, nghỉ nữa thì mạng cũng mất đấy. Tuyền béo mắng, mẹ cái thằng cháu răng vàng này, thật giống là con rùa rụt cổ. Hóa ra là phải bỏ tới ổ rùa. Răng vàng nói, rùa ấy còn có mai mà, còn tôi đây chỉ có một lớp da người, chẳng cản được gió, chẳng che được nắng. Tuyền béo nói, da anh dày ngang với cả hốc trưởng thành nè, rùa mài không đổi, anh còn sợ dầm mưa dãi nắng cái con khỉ rẻ. Giang vàng thấy Tuyển béo cong ba lô định đi thật, còn mang cả bình nước của anh ta đi, vội vàng chạy theo Tuyển béo nói, lão Tuyển, lão Tuyển, anh để tình huynh để anh em chúng ta, cõng tôi đi với, tôi cũng vì đảng vì dân muốn lập chiến công thôi, dù thế nào anh cũng không đành lòng nhìn tôi thành thây khô ở đây chứ, sau này đem vào viện bảo tàng trưng bày chứ. Tuyển béo nói, mẹ, anh em tốt đấy, nói nghĩa khí, không mượn tiền, không làm hộ, bye bye ngài. Giang vàng tiếp tục khẩn cầu, lão Tuyển ơi, ngài cõng tôi một lần này, ngài chính là cha mẹ của tôi sống lại, ân nhân cứu mạng, ngày sau trở về Bắc Kinh ấy, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, ngày ngày dâng hương dâng trà. Tuyển béo mắng, mẹ ui chứ, còn nói tiếng người cơ đấy, anh thấy ai dâng hương cho người sống chưa? Nói xong đeo túi chạy xa. Răng vàng luống cuống, lại quay lại gọi tôi, lão hồ ơi, ngài cũng không thể mặc tôi chết chứ. Tôi vội vàng giả bộ như không thấy, nói với Sư Lê Dương, đi mau, Tuyển béo cõng răng vàng chạy xa cả đoạn rồi. Răng vàng hết chỗ bấu víu, không cậy được ai, đành liều mạng chạy. Bốn người chạy trong sa mạc, càng chạy càng kiệt sức, ăn no cát, uống no gió, cũng không dám ngừng, chạy như điên một đường tới dưới sườn cát, mới phát hiện sườn cát này cao hơn nhiều so với lúc nhìn từ xa. Độ dốc phải trên 3 trượng, phẳng lì dị thường. Lúc ấy, ở trong tình hình cấp bách, mọi người không kịp nhìn kỹ, gắng sức leo lên sườn cát. Hiện giờ cát bụi cuốn thành đám mây vàng phía xa, đang nhanh chóng ép tới gần. Mọi người đi quanh sườn cát, vừa nhìn đều chấn động trong lòng. Sườn cát này chạy vòng quanh, tạo thành núi cát hình vành khăn, giống như dấu vết lưu lại ở sau khi đưa bay hạ xuống, đổ sổ ngay ngắn, khiến người ta nhìn thấy phát sinh cảm giác quỷ dị. Toàn bộ vòng tròn phía nam khá vững chãi, hướng tây bắc có một lỗ hổng lớn, có lẽ là do bị gió cát đục mặt thành. Phóng mắt nhìn toàn bộ sườn cát, tràn ngập cát vàng bằng phẳng, giống như một chiếc mâm lớn đựng cát. Tuyền béo trèo lên cao nhìn ra xa, thấy địa hình rộng lớn bao la, lòng dạ khoan khoái trở lại, liền một tay chống nạng, một tay giơ cao, bày ra một dáng điệu thủ tướng,
Đang định làm bộ chỉ điểm Giang Sơn thì không ngờ một chân đạp phải dốc nghiêng, trụ không vững, lăn dọc theo bờ cát, càng lăn càng không dừng lại được, lăn thẳng tới cuối bờ cát. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên không thấy người đâu nữa. Tôi thất kinh, trên mâm cát, ngoài cát thì cũng chỉ toàn là cát, không còn thứ gì nữa. Tên béo bị mâm cát lớn nuốt chừng sao. Tôi cùng Sơn Lê Dương, Giang Vàng, ba người đều sợ đến ngây người. Nếu bảo vòng cát lớn này ăn mất Tuyển Béo, thế thì ăn cũng nhanh quá, làm sao ngay cả một cái xương cũng không nhả ra. Tuyển Béo là dạng người nào chứ? Mạng hắn từng lên núi xuống thôn, chia của cải cách giải phóng, sở trường khoác lác gần 30 năm. Trước giờ hắn đều ăn phần hơn, chưa từng chịu nửa điểm thua thiệt, sao có thể bất minh bất bạch mà biến mất như thế? Tôi cùng Tuyển Béo trước giờ đều là cân không rời cán, cán không rời cân, đi tiểu cũng chung một hố. Nếu Tuyển Béo chết, có phải tôi cũng nên buồn một chút hay không? Tốt xấu gì cũng nên bày tỏ một chút chứ. Theo lý thì tôi nên buồn khổ, nhưng trong chốc lát tâm trí còn đang bận suy nghĩ nguyên do chuyện này, bởi mọi chuyện phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, quá bất ngờ, cực khó hiểu, cực khó tin. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, lập tức lao xuống lôi Tuyển Béo từ cát chảy ra. Kẻ béo hô hấp nhiều dưỡng khí, nửa giờ vài khắc thiếu dưỡng khí còn chịu được, chôn thời gian dài thì không biết thế nào. Không đợi tôi lao xuống, Giang Vàng đột nhiên ôm chân tôi, bi thương gào như sói hú quỷ khóc. Ôi lão Hồ ơi, lão Tuyền không còn nữa rồi. Anh nói chúng ta giống như ba cây trụm lại, cũng rất là hợp tính nhau. Bây giờ chưa kịp phát tài, anh ta đã một câu không từ biệt liền đi mất rồi. Hơn nữa trong túi của anh ta còn có hai bình nước của tôi. Thế này không phải muốn hại chết người ta hay sao? Tôi đẩy Răng Vàng phải mau xuống mòi Tuyển Béo già, xem rốt cuộc là thế nào. Sơ Lê Dương cũng thập phần thất kinh, nhưng cô trước sau như một vẫn tỉnh táo, khoa tay ngăn tôi lại. Đầu tiên ném một cái ba lô xuống, ba lô lăn xuống nhưng không bị cát lướt mất. Sơ Lê Dương chỉ vị trí cái ba lô rơi xuống. Tôi biết ý cô là chỗ đó có thể đặt chân, bây giờ mới thở một hơi tuột từ sườn cát xuống. Sơ Lê Dương cùng Răng Vàng cũng theo sau, dừng chân định thần nhìn lại. Bên cạnh ba lô trên cát có một cái hồ lớn, cát mịn hai bên không ngừng chảy xuống. Lúc ấy chúng tôi mới hiểu, bên dưới không phải cát chảy mà là một tầng vỏ mặt cát. Tuyển Béo lăn từ trên xuống nện vào vỏ cát một cái, rơi thẳng xuống. Tôi vội lấy cây lửa hiệu trong ba lô quẹt sáng rồi ném xuống. Trong lòng lập tức sáng lên, chỉ thấy Tuyển Béo tay chân thẳng cẳng ngã ở dưới, cát rơi ở cửa động lấp nửa người cậu ta. Tôi vội dùng phi hổ trào men theo cửa hang xuống, đưa tay kéo Tuyển Béo bị cát vùi nửa ngồi dậy. Chỉ thấy trong mũi miệng cậu ta toàn là cát, không mở miệng nói câu nào, chỉ có hai con mắt nháy loạn với tôi. Lúc này Giang Vàng vẫn còn ở bên trên kêu khóc. Ôi chào, lão Tuyền của tôi ơi, anh chết oan qua rồi, oan giữa vũ mục phong ba, thảm như động tuyết tháng sáu. Than phận anh hùng sinh ly tử biệt, gặp nguy nan. Tôi béo dùng sức phun hết cát trong miệng. Thế mẹ nào mà hắn giỏi hát thế nhỉ. Tôi thấy Tuyển Béo không có gì đáng ngại, chân cũng mềm nhũn ra, thuận thế ngồi phịch xuống cát, lại muốn nhìn xem vòng cát tròn cự đại này là nơi nào, sao có thể tạo ra cái hàng lớn như vậy. Không đợi tôi kịp nhìn xung quanh, Tuyển Béo bỗng nhiên nói: Lão Hồ à, sao anh ấy lại cong một lão nương thế? Tuyển Béo rơi xuống cái hàng khá sâu này, bốn vách đều là gạch mộc, gạch phơi nắng không đồng, do bị khép kín lâu ngày, không khí không được lưu thông, khiến cho khí độc tích tụ, vừa rơi vào đã sặc không mở được mắt,
lại còn hít phải một loại mùi vị quái đản khó hình dung, bị gió từ phía trên thổi xuống, khuếch tán ra tứ phía. Tôi cho rằng Tuyền Béo đầu óc không còn minh mẫn nói bừa, tự nhiên lại nói cái gì mà tôi cõng một lão đại nương. Có điều vừa nghe cậu ta nói xong, tôi chợt cảm thấy sau lưng lạnh buốt, không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy ở phía sau lưng tôi thực sự có một phu nhân đang ngồi ngay ngắn, mặt mũi gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường gân mạch máu, chỉ có điều huyết dịch thâm thì tím đen. Quần áo trang sức vẫn còn tươi mới, mặc đỏ da đỏ, xanh da xanh, trên đầu có mũ nhung lạc đà hợp với đồ trang sức lông chim, dưới chân là một đôi giày ốc cao tím đen. Phu nhân ngồi ngay ngắn dưới chân tường gạch mộc, hai mắt trống rỗng, xem chừng không phải người sống. Tôi vừa đụng tay, nữ thi liền té xuống theo đường gạch. Quần áo hoa mỹ tươi đẹp trên người trong nháy mắt đã biến thành màu xám tro, mà ở hai bên thây khô còn có hai đứa con đít, có lẽ là con nàng, cũng biến thành thây khô. Nhưng qua quần áo trang sức không thể nhìn cụ thể là triều đại nào. Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, dưới cát chảy vì sao lại có cổ thi? Tuyền Béo đã rơi vào một ngôi mộ cổ sao? Tuyền Béo nói: Lã mập tôi ấy, thật đúng là trời sinh đã phải ăn chén cơm đạo mộ này rồi, té một cái cũng có thể rơi vào đất diêu mà. Trong đầu tôi nghĩ, đây là cổ mộ sao? Nói chung chỗ này kết cấu lớn nhỏ đều giống mộ, nhưng những tử thi này vì sao lại đặt ở tư thế ngồi, lại không có quan quách gì? Răng Vàng thấy chúng tôi nửa ngày vẫn chưa lên được, lại nghe thấy bên dưới nói tới cái gì mà mộ, vội vàng bỏ xuống xem rút cuộc ra sao. Sư Lê Dương cũng tò mò xuống mộ ngay sau Răng Vàng. Răng Vàng vừa xuống đã thỉnh an Tuyền Béo: Mập ra, ngài vẫn bình an vô sự chứ? Tôi cùng Sơ Lê Dương không có tâm tư nghe bọn họ nói xàm, bỏ đèn pin đi kiểm tra tứ phía. Không gian chúng tôi rời xuống tương đối lớn, còn có một cái giường đất, chắc hẳn là phòng chính. Cách vách còn có hai phòng nhỏ hơn một chút. Vừa vào cửa liền bắt gặp ngay một thây khô nằm ở cửa, quần áo vải gai, không giống như vị phu nhân cùng hai đứa trẻ kia, có thể là kẻ hầu, động tác giống như đang bỏ ra bên ngoài. Tuyền Béo cũng cảm thấy không đúng, cậu ta nói: Tôi đã vào quá nhiều cổ mộ như vậy rồi, cũng chưa thấy cái ổ bánh tông nào lại có cơ đồ như thế này. Các anh nhìn thử xem, chỗ này, còn cả chỗ này nữa, cái dương cỗ bên cạnh, ở trong còn cả quần áo, bình khí đầy đủ thay. Tôi nhìn thử, thật đúng là trong dương gỗ còn trồng chất quần áo tơ lụa chỉnh tề, sắc thái tươi sáng. Nhưng vừa nhìn thấy thì chúng lại nhanh chóng biến thành xám tro. Răng Vàng ngửi ngửi đồ vật, nói: Nồi, bát, gáo, chậu, không thiếu thứ gì, toàn là một mớ không đáng tiền. Tôi nhìn tứ phía trước mặt gã, bên kia bày mấy món đồ gốm cùng lọ sành có hoa văn, có điều ngũ cốc trong lọ sành vừa đụng tới cũng liền vỡ vụn. Thông thường trong mộ chú trọng chuyện chết cũng như chuyện sống, đồ dùng thường ngày khi còn sống của chủ mộ cũng sẽ được bỏ xuống trong mộ cho quỷ dùng. Trong mộ không đặt quan quách, chuyện này cũng không phải là không có. Ngôi mộ này giống như trong quần mộ của Tây Hạ, cũng là một dạng mộ thất đặc biệt. Tôi đang hồ tư loạn tưởng thì chợt nghe tiếng gió bên ngoài tràn vào như nước thủy triều, giống như quỷ môn quan đang mở toang ra, vô số cô hồn quỷ đói chen chúc bay tới. Trên thực tế thì ai cũng đều biết là gió cát đang tới. Vừa ngẩng đầu
Cửa động lập tức tối sầm. Giang Vàng sợ vãi tè, hắn nói: "Hổ già, mau chạy đi, đừng để do can chôn thành tổng táng. Mộ chủ cũng phải là mỹ nhân Tây vực gì, con cũng có tới hai đứa, lại không có minh khí gì đáng tiền, chết ở đấy thật không đáng." Sơn Lê Dương nói với tôi: "Chỗ này cũng không giống mộ, có lẽ là nơi dân cư cổ đại cư ngụ, có thể là trăm nghìn năm trước một trận gió cát lớn chôn vùi nơi này, khiến cho người sống trong những bức tường gạch đó chết ngạt trong nhà." Tôi nói: "Nếu đúng như vậy, xung quanh hẳn còn có người khác cư ngụ. Chẳng nhẽ cái mâm bàn cự đại đó là một tường thành cổ?" Sơn Lê Dương nói: "Rất có thể. Chúng ta ra ngoài trước, tới phía tây dưới thành tránh gió cát. Bất kể những nhà gạch ở đây là mộ hay chỗ ở, nơi này người cũng không thể núp. Gió cát tới một cái, nhất định sẽ bị chôn vùi. Bọn tôi cũng không muốn táng thân nơi đây, lập tức dùng phi hổ trảo leo lên. Mới từ dưới cát vàng ngoi lên, gió cát đã từ lỗ hổng phía tây cổ thành gào thét kéo tới, hình thành thế trận tựa như gió lốc, tầm nhìn nhanh chóng hạ xuống. Nhưng cùng lúc đó, những mảng lớn phòng ốc dần lộ ra đường nét. Ai nghĩ tới dưới lớp cát vàng nơi đây lại chôn vùi một tòa thành. Thời đó chắc cũng có cư dân đông đúc, lạc đà lui tới, 120 đường kinh doanh buôn bán mà hết thảy đều bị cát vàng nuốt mất." Tôi đang gọi hai người Tuyển Béo cùng Răng Vàng lên, đột nhiên nghe một tràng tiếng động cơ từ phía trên sườn cát truyền tới. Chỉ thấy một chiếc xe súp từ sa mạc xuyên gió cát lao xuống. Do bên dưới sườn cát đều là nhà dân san sát, một tòa lại một tòa, phía trên tích đầy cát vàng. Xe việt dã quá nặng, lập tức bị lún xuống, lửa đầu xe cắm trong đồng cát. Tôi vội ra dấu với Răng Vàng cùng Tuyển Béo, bảo họ đừng lên tiếng. Tôi cùng Sơ Lê Dương hợp lực kéo họ lên. Gió thổi cắt động, các nóc nhà trong cổ thành hiện ra trong cát chảy. Bốn người chúng tôi trốn sau một nóc nhà, đeo kính gió nhìn về phía trước, loáng thoáng nhìn thấy trên sườn cát còn có ba chiếc SUV sa mạc. Chiếc SUV đi đầu bị vùi sau động cát, ba chiếc kia đều dừng lại. Lần lượt có mấy người từ trên xe nhảy xuống, phần lớn mặc liệp trang, trang phục đi săn, khăn che đầu che kín mặt, cũng đeo kính gió, dùng dây thừng nối lại dòng xuống, tiếp ứng kéo chiếc xe bị lún trong động cát. Tôi thấy một bóng người còng lưng, người này toàn thân áo đen, mặt bịt kín nhưng không đeo kính gió. Tôi vừa nhìn thấy ánh mắt hung ác tham lam của hắn, không kịp được ngước rằng: "Bà lão oạt tử, lão giữ lửa nhà ngươi, báo ứng tôi nhanh lắm. Hai ngọn núi không dễ mà đụng, không phải oan gia không dễ gặp nhau. Đây quả thật là oan gia ngõ hẹp. Lần trước mà lão oạt tử chôn chúng tôi ở huyện cung Tần Vương, chờ tới lúc chúng tôi từ trong núi chui ra được, tới cửa điện tìm hắn, hắn đã không thấy tung tích, không ngờ lại gặp ở đây. Cái này chính là quen ăn bánh nướng không tránh được ăn phải mè, thường xuyên đi chợ tránh không được đụng thông gia. Thù sự hận cũ cũng nên kết thúc rồi đây. Mà lão oa tử cũng từng chui đất diều làm thổ phỉ, một khúc gỗ trôi nổi trên đại dương mênh mông, một cái mõ sông sáo giang hồ, một lòng tâm hắc thủ ngoan, lòng dạ hiểm ác, ra tay ngoan độc. Có điều nếu như hắn đã có được minh khí trong huyền cung Tần Vương, sao không vác cái mặt thối ung ra mà hưởng thụ ngày ba bữa, chạy tới nơi sa mạc không một ngọn cỏ này làm gì?" Là nhìn bên cạnh, cái thằng nhỏ Mã Xuyên Thiểu Năng, vừa là học trò vừa là con nuôi của Ma Lão Oa Tử, cũng đi sau lưng hắn, một người lưng vác lưỡi đao, đang cuống cuồng nhìn bốn phía. Lúc này một cô gái toàn thân liệp trang từ xe súp chui ra, nhìn qua cử chỉ dáng điệu không phải ai khác, chính là Ngọc Diện Hồ Ly. Bên cạnh Ngọc Diện Hồ Ly còn có một cô gái trẻ, cũng không che mặt, trên mặt đều xăm tô tem.
Bên ngoài quần áo đen lót bông đắp lớp giáp đồng, trên cánh tay chim ưng đang đậu, nhỏ hơn mấy tuổi so với ngọc diện hồ ly. Nhìn bóng lưng chắc cũng là đại cô nương Mi Thanh Mộc Tú. Nhưng vừa quay người, tô tem hình thú trên mặt lại vô cùng dữ tợn, trong mặt còn có hung quang tàn bạo như làng sói. Thì ra ưng săn trên trời vừa rồi là do cô ta thả. Đám người còn lại đều mặc đồ săn, da ngăm đen, người người đều võ trang đầy đủ, trên người vác súng trường liên thanh và đào đuôi cá. Nghe nói bọn đạo mộ ngoại biên thường thuê khuếch nhĩ khách, vệ sĩ, kiều dũng thiện chiến làm để dọa người. Những thủ hạ này của Ngọc Diện Hồ Ly cũng thuộc loại đó. Súng trường Liên Châu vào những năm 1949 đã bị thất lạc nhiều trong dân gian, kiểu dáng hơi cổ lỗ. Thủ hạ của Ngọc Diện Hồ Ly được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị hoàn hảo, lại có 4 chiếc SUV sa mạc, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến, xem chừng đã mưu tính từ lâu. Trong lòng tôi biết rõ, đám người Ngọc Diện Hồ Ly chủ định tới tìm chúng tôi, chỉ một tên Mã Lão Oa Tử đã không dễ đối phó, quân khuếch nhĩ khách lại có thể một chọi với 10. Chúng tôi không dám bứt dây động rừng, núp sau nóc nhà im hơi lặng tiếng. Cuồng phong tràn vào cổ thành, đợt cạt đá vụn cuốn thành luồng bay lên. Ngọc Diện Hồ Ly đợi đám người loay hoay tìm cách lôi được chiếc SUV tự động cắt ra, không còn cách nào hơn đành núp cạnh một nóc nhà khác tạm thời tránh gió cát. Tôi thầm nghĩ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Bây giờ liền bò dằm dưới cát vàng, lặng lẽ tiến tới gần. Chỉ nghe Ngọc Diện Hồ Ly đang hỏi Mã Lão Oa Tử đây là nơi nào. Mã Lão Oa Tử nói hắn chưa từng thấy qua. Nghe hai người đối thoại, hẳn là Ngọc Diện Hồ Ly nhắm vào sách vàng Tây Hà trong tay chúng tôi mà bám theo tới, lại mời Mã Lão Oa Tử vốn có chút quen thuộc địa hình khu vực này làm hướng đạo. Cô gái trên mặt có hoa văn thả ưng săn đó là tay chân thân tín của Ngọc Diện Hồ Ly, tên gọi Cano, đi theo phi ưng theo dấu chúng tôi đến đây, chẳng may gặp phải trận bão cát lớn, lạc vào cổ thành. Thế giới cát vàng vùi một tòa tử thành lớn như vậy, không tránh khỏi vô cùng kinh sợ. Ngọc Diện Hồ Ly nói 4 người đối phương khả năng rất lớn đã trốn vào thành, xem ra kế hoạch bí mật theo dõi là không thể. Mà Lão Oa Tử nói nếu như đụng phải không cần nhiều lời, một đao một mạng làm thịt hết. Ngọc Diện Hồ Ly nói làm thịt thỏ cũng không ngại, nhưng trước hết phải đoạt được sách vàng Tây Hà, nếu không sẽ không vào được cổ mộ. Tôi đang muốn nghe xem sách vàng Tây Hà có bí mật gì, mạo hiểm gió cát bò gần lại phía trước một chút. Nhưng gió lốc trong cổ thành càng ngày càng mãnh liệt, tiếng nói chuyện cũng chìm nghỉm trong tiếng rít của cuồng phong. Mặc dù địa thế tòa cổ thành cát này kỳ dị, nhưng sườn cát cửa đài hình vành khăn chặn gió lớn cùng cát chảy, giúp cư dân trong thành tránh được tai họa. Đáng tiếc ở hướng tây bắc sườn cát lại sụp xuống một lỗ hổng lớn, gió cát tràn vào trong thành còn mãnh liệt hơn bên ngoài gấp 10 lần. Lúc này toàn bộ cổ thành giống như một động gió lớn vậy, luồng gió xoáy đem cát vàng bao trùm trong cổ thành cuốn lên giữa trời, cát bụi mờ mịt không ngừng quấn vòng trong sức gió. Một tòa thành cự đại khoảng hơn 2.000 dân giống như đã bị gió cát cuốn bay, trong cát bay đá nhảy, hình dạng phòng ốc đường xá hiện ra càng lúc càng rõ ràng. Gió lốc gần như có thể cuốn tung người lên trời. Đám người Ngọc Diện Hồ Ly không chịu được gió cát khốc liệt, định lui vào trong một căn phòng, mà Lão Hòa Tử vội vã đi theo sau lưng Ngọc Diện Hồ Ly. Không ngờ đạp trúng tay tôi. Tôi biết do nếu hành động thiếu suy nghĩ nhất định hắn sẽ phát giác, không còn cách nào khác đành cắn răng chịu đựng, nằm bò dưới cát vàng một hơi cũng không dám thở mạnh. Lúc này trên đầu và sau lưng tôi đều bị cát vàng bao phủ, nhưng Mã Lão Oa Tử không phải loại ngu,
một cước đạp trúng, cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu nhìn xuống xem thứ gì chôn trong cát. Chưa đợi tôi hành động, tên béo núp sau tôi không nén được cơn tức giận, đột nhiên chui ra từ trong cát chảy, tay nắm một mảng đất gạch từ nóc nhà, chạy thẳng tới mặt Mã Lão Oa Tử đập một phát. Đất gạch vỡ tan tành, Mã Lão Oa Tử bị trúng đòn, mặt đầy máu, lập tức ngã lộn ra phía sau. Tên béo vừa tới đã làm bại lộ dấu vết của chúng tôi. Tôi vội từ cát vàng tung người nhảy lên, lại thấy tên béo đã rút ra sẻng công bình, định dạy dỗ Mã Lão Oa Tử một trận. Nương quần khoách nhĩ khách bên người Ngọc Diện Hổ Ly ứng biến qua nhanh, đã giờ sung lên nhắm ngay bọn tôi. Ô kim cương trong tay Sở Lầy Dường thoáng một cái đã bung ra cản đạn súng trường đối phương bắn tới. Ba người thấy tình thế không ổn, vội túm răng vàng quay đầu bỏ chạy. Bọn khoách nhĩ khách giơ súng bắn, đạn bay qua đầu chúng tôi vù vù trong bão cát. Tôi thấy tuyển béo cũng vác súng trường liên thanh, trong đầu nghĩ chúng ta cũng không nên cố chạy, hai chân có nhanh hơn nữa cũng làm sao nhanh hơn đạn, vừa chạy vừa bị đánh quá bị động, không bằng giáng cho chúng một hồi mát thương. Đối phương tổng cộng có mười mấy người, với kỹ thuật bắn súng cực đỉnh, trong vòng trăm bước một người một phát tuyệt không vấn đề gì, hạ thủ được kẻ nào hay kẻ ấy. Nghĩ tới đây, tôi vội ra dấu tay cho tuyển béo, ra hiệu anh ta nổ súng cản địch. Tuyển béo cũng đang có ý đó, quay đầu đùng đoàng nổ hai phát súng, chạy về phía trước mấy bước, xoay người lại nổ hai phát súng. Tôi đếm cho anh ta 1, 2, 3, 4. Rốt cuộc nhìn về phía sau, đối phương vẫn còn nhiều người như vậy. Tôi nghĩ thầm, mẹ kiếp, thật kỳ quái, đạn bay hết lên trời sao. Lúc này gió cắt mãnh liệt, nhưng trong khoảng cách mấy chục bước vẫn mơ hồ nhìn ra được nhân số đối phương. Ngọc Diện Hồ Ly, Cano, Mã Lão Oa Tử, thằng nhỏ Thiểu Năng, 10 khuếch nhĩ khách, tổng cộng 14 tên. Tuyển béo bắn liền 4 phát súng, vẫn còn 14 người đuổi theo, không hơn không kém. Phải nói kỹ thuật bắn súng của tên béo trong khoảng cách này ít nhất cũng phải hạ thủ được 5-6 tên, nếu xuất sắc hơn nữa có lẽ còn một phát xuyên hài. Đằng này không những không hạ được 5-6 tên, lại còn một phát cũng không trúng. Tuyển béo trợn tròn mắt, tưởng đầu đầu ngắm hoặc đạn của súng trường có vấn đề, trong cơn tức giận ném bỏ luôn súng. Sư Lê Dương ra dấu bảo chúng tôi. Do lốc càn quét trong cổ thành cát, khoảng cách giữa hai bên dù rất gần, nhưng gió lốc quá mạnh lại xoáy cuộn khiến cho đạn lệch hướng. Tuy kỹ thuật của tiền béo chuẩn, nhưng đạn vừa ra khỏi họng súng đã lệch một ly đi một dặm, lãng phí vô ích 4 phát đạn. Chỉ còn lại một phát đạn cuối cùng, không gặp nguy cấp, tuyển béo không thể tùy tiện sử dụng. Thủ hạ khuếch nhĩ khách của Ngọc Diện Hồ Ly là bọn quen chinh chiến, chắc hẳn cảm nhận được gió lốc trong cổ thành nhất định ảnh hưởng tới đường bắn. Có vẻ như chúng đang chỉnh họng súng cùng sai số đầu ngắm, đạn bắn càng lúc càng chuẩn. Bốn người thấy không trụ nổi, vùi đầu chạy sâu vào trong cổ thành. Phần lớn cát vàng trong cổ thành bị cuồng phong cuốn lên giữa trời, ngày cũng như đêm, nhưng nghe tiếng gió thê lương giống như ác quỷ bị chôn sống dưới cát chảy đang kêu khóc, vang vọng lặp đi lặp lại trong cổ thành, vừa giống tiếng thảm thiết của ác quỷ, vừa giống như biến thành trăm ngàn vong hồn đuổi theo phía sau, muốn vĩnh viễn chôn sống những kẻ lạc bước ở đây, khiến người nghe được kinh tâm động phách. Chạy một hồi, quay đầu vừa nhìn, trong bão cát mù mịt có mấy luồng ánh đèn pin đung đưa qua lại. Hiển nhiên bọn khoách nhĩ khách đang dò dẫm tìm kiếm tung tích chúng tôi. Đối phương có mười mấy khẩu súng, trang bị trên người thậm chí có cả thuốc nổ cùng lựu đạn, bộ đàm. Tùy thời có thể truyền tin, một khi để chúng bắt được chắc chắn khó thoát thân. Hơn nữa, chúng kiêu dũng vô cùng, người người đều lão luyện, giáp lá cà một một,
Chúng tôi vẫn chưa chắc là đối thủ của chúng. Hùng trì chênh lệch hai bên quá lớn. Mặc dù đám người Ngọc Diện Hồ Ly chiếm ưu thế, nhưng trong gió cát lộng hành khiến tầm nhìn của chúng hạ thấp hết mức. Phòng đất trong cổ thành cát vàng dày đặc, đường lối ngang dọc, đối phương muốn tìm ra chúng tôi cũng không hề đơn giản. Mọi người vội quá nên đi bừa một hồi đã không phân biệt được phương hướng. Gió cát trong cổ thành quá mạnh, nếu không phải mấy người bám lấy nhau, sợ rằng đã bị cuốn lên trời. Mọi người trốn vào một nơi. Trước mặt có một phòng đất lớn, lớn hơn nhiều so với những phòng gạch mộc bình thường. Liền cào cửa phòng đã bị cát chôn một nửa, rồi chui vào bên trong. Căn nhà lớn không biết đã bị vùi lấp bao nhiêu năm, uế khí sặc sủa, cơ hồ không thở nổi. Tôi lau đất cát trên kính gió, thấy dưới chân có mấy thây khô mắc trong cát. Trong nhà lớn tràn ngập một loại mùi vị quái gở khó diễn tả. Trong nhà tích lớp cát dày đặc hơn 3 thước. Tôi bảo Tiền Béo lập chỗ cát cửa phòng, tránh đám người Ngọc Diện Hồ Ly phát hiện điểm khác thường. Giang Vàng vội nói, nếu dùng cát chôn cửa, không phải chúng ta cũng chết ngạt ở dưới này sao? Sơn Lê Dương nói, có thể đào một cái lỗ trên lóc nhà. Truy binh chỉ lục soát dọc theo hai con đường trong cổ thành, không thể thấy được tình hình nóc nhà. Giang Vàng nói, cao, quá cao mình. Dương Đại Tiểu quả thật cao mình. Căn nhà lớn này hiển nhiên khác với những phòng đất khác trong cổ thành cát. Phòng trước cao 12 trượng có dư, nóc nhà dùng gỗ đỏ thượng hạng làm xà. Tôi cào một lỗ hổng to trên nóc nhà, gió lớn thổi xuống, trong nhà giống như mộ huyệt của người chết này, rốt cuộc cũng có chút sức sống. Mọi người bật đèn pin lần mò về phía trước. Kích thước phòng bên trong còn lớn hơn. Trong nhà ánh sáng lấp lánh, bày rất nhiều kim ngân tinh xảo. Trên nền lót thảm nhung lạc đà, màn che trên lóc nhà rủ xuống màu sắc sặc sỡ. Một ông lão râu dài ngồi ngay ngắn chính giữa, râu trắng cuộn cả vào nhau, trên đầu đội nón nỉ nhọn màu nâu đen, mặc áo cổ tròn của tạp dịch, tay áo dài bót chặt, eo thắt đai ngọc màu trắng, chân mang giày ông cao nạm sư tử vàng, ngực ôm một chiếc hộp ngọc, dung mạo bình thản, trông rất sống động. Nằm chếch ở hai bên là hai tỷ thiếp, quần áo trang sức hoa lệ, một tay bưng bầu rượu vàng, một tay khác nâng chủy thủ sắt thịt màu xanh ngọc, trên mặt che khăn đỏ. Mầm bạt bày ra trước mắt ba người là cá thịt, hoa quả, cá nướng trong mâm, thật giống như vừa mới làm xong, vẫn còn bốc hơi nóng. Đủ loại trái cây bong loáng ướt át mới hái từ cây xuống, cũng không sáng rỡ như vậy. Bên cạnh ba người chết có một hũ rượu bạch ngọc, nắp ngọc để trần, quỳnh tương ngọc dịch mỹ tiểu bên trong tỏa ánh hổ phách chói mắt dưới ánh đèn pin. Một chiếc muỗng gỗ chìm dưới đáy. Tiền Béo nói, chúng ta vào hoàng cung rồi. Anh nhìn xem, đây là vua cùng hai phi tử này. Tôi nói, quỷ mới biết đây là nước nào. Dù không phải vua, ít nhất cũng là người đứng đầu một thành, dù sao cũng ở vị trí lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân. Mọi người vừa khát vừa đói, thấy trái cây thịt cá rượu ngon trước mặt chủ thành, bật giang nuốt nước miếng. Giang Vàng cùng Tuyển Béo không nhịn được đưa tay lấy, nhưng ngón tay vừa chạm, nhưng thứ đó không phải biến thành bụi đất, cùng biến thành một màu mảng đen thùi lùi, làm cho Giang Vàng tức tới dậm chân. Tôi nói, các anh chớ đục lục tùng, người chết trong toàn thành này rất kỳ quái, giống như bị cát vàng chôn sống trong thành. Sao có người tử trạng ung dung, giống như chẳng gặp phải chuyện gì, mà có người lại kiệt sức đào cát cầu đường sống, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Tiền Béo nói, đừng nói cư dân trong thành không đào nổi cát nha, ngay cả trộm mộ gặp phải cũng chẳng đủ sức. Đào cát ra bao nhiêu, cát liền chảy xuống bấy nhiêu.
nếu không sao gọi là cát chảy được. Cho nên sau khi bị gió cát vùi, đào hay không đào cũng không thoát được. Thoáng nghĩ tôi thì đại khai là ngồi chờ chết, nhưng không thể xua đuổi suy nghĩ muốn tìm đường sống. Sư Lê Dương hiếm khi đồng ý với quan điểm của Tuyền Béo. Những người dãy giụa mà chết phần lớn là nô lệ cùng người ở. Những người ngồi ngay ngắn chờ chết là những quý tộc có địa vị khá cao. Có lẽ những quý tộc trong thành cổ tin rằng gió cát tai ương ngập trời đất là trừng phạt của trời. Ở giây phút cuối cùng, họ lựa chọn thản nhiên chấp nhận vận mệnh. Tôi nói, mọi người đừng chỉ đồng cảm với cổ nhân. Những người này chết không dưới mấy trăm ngàn năm. Mọi người nên nghĩ một chút đi. Sau khi gió cát qua đi, tòa cổ thành này có lẽ sẽ bị cát vàng chôn vùi, nếu những người này trước kia không thoát được. Tôi lấy tay chỉ vào thành chủ ngồi ngay ngắn ở đó nói, đây chính là kết cục của chúng ta. Tuyền Béo nói, ôi giời, bão cát kéo dài hay không ấy cũng khó nói trước. Vậy phải xem ý ông trời. Thổi một hồi cũng vậy, thổi tới 5-3 ngày thì cũng vậy. Có điều ấy, nếu chúng ta bị chôn sống vào đây, được lấp đầy bụng toàn bộ trái cây, rượu ngon, cá nướng ở đây, dù phải chết cũng không phải làm quỷ đói nha. Răng Vàng cũng nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Tuyền Béo nói, ăn thì không được, nhưng ở đây không phải còn rượu sao? Cậu ta vạch nắp hũ rượu ngọc, tức khắc truyền ra một mùi rượu thuần mỹ. Tôi ở bên cạnh cũng ngửi được. Tuyền Béo lại duỗi tay mò vào chiếc muỗng rượu kia. Ai ngờ mới giơ tay lên lại giống như con khỉ mò trăng, chẳng mò thấy gì. Lại lấy đèn pin chiếu xuống, đâu còn muỗng rượu chui dài nào. Tuyền Béo dụi mắt một cái nhìn lại, vẫn không có. Hắn tưởng rằng thấy quỷ, cả giận nói, hay là ma quỷ trong thành này không muốn ông nội mập uống rượu của hắn nhỉ? Cậu ta tìm đông tìm tây, buông lời chửi rủa, định bỏ vợ chứng lão quỷ thành chủ. Sơ Lê Dương nói, anh không cần tìm đâu. Mường gỗ ngâm trong rượu 100.000 năm, đoán chừng cũng giống như cá trong mâm kia vậy, trong nháy mắt đã hóa thành tro rồi. Tôi ngắm nhìn hũ rượu vàng được nữ nhi bưng trong ngực kia, tưởng tượng hai cô gái tuyệt sắc này ở bên cạnh thành chủ, một rót rượu, một xẻ thịt. Cuộc sống qua ngày như vậy cũng an nhàn, cuối cùng lại bị gió cát chôn sống trong thành, vậy cũng hòa. Lại lắc một cái, mi tiểu ngon ngọt vẫn còn trong hũ. Trong miệng mũi tôi toàn là cát, cổ họng như bốc khói, nhưng tôi không mở ra uống ngay, mà đưa hũ rượu vàng cho Tuyền Béo. Tuyền Béo động mũi vừa ngửi mùi thơm lạ lùng của rượu, như đề hồ quán đính. Đề hồ, một thứ mỡ sữa đông đặc nhất, vì nó rất nồng rất đặc, cho nên gọi là quán đính đề hồ. Cậu ta nhìn Răng Vàng bên cạnh đang mở mắt như chảy cả nước miếng. Tuyền Béo đảo tròn mắt một vòng, ngoắc gọi Răng Vàng tới. Nhìn anh thế này ấy, không được rồi. Rượu này để anh uống trước, rượu ngon càng lâu càng thơm, uống một hớp là anh thành tiên luôn nè. Răng Vàng cảm động chảy nước mắt. Lão Tuyền quá là hào phóng, liền nhận lấy rót vào miệng. Tôi biết đây là Tuyền Béo chơi xấu mà. Rượu ngon chôn trong tử thành quá ngàn năm, uống vào không phải cũng dễ lấy mạng người sao? Dĩ nhiên cũng có thể biến thành rượu ủ ngàn năm, cho nên uống vào, kết quả sống hay chết cũng phải chờ uống xong mới rõ. Tuyền Béo không dám tự mình uống trước, nên mới để Răng Vàng uống thử vài ngụm. Tôi với Sơ Lê Dương vốn định ngăn Răng Vàng, nhưng không ngờ hắn khát nổ mắt, dương cổ uống hai ngụm. Uống xong nhìn toàn thân gã đờ đẫn tại chỗ, trên mặt xanh một hồi, trắng một hồi, lại khạc ra một ngụm khí đen trong miệng. Ừng ực một cái, lăn ra đất không dậy nổi. Tôi bấm nhân trùng gã nửa ngày mới lại sức, hỏi hắn quỳnh tương ngọc dịch trong bầu mùi vị thế nào. Răng Vàng chỉ nói bốn chữ: dục tiên dục tử.
sướng lên tiền. Thà phơi thành thây khô trong sa mạc, hắn cũng không muốn thử đồ chơi này nữa. Thật không chịu nổi. Tiền béo thấy đồ ăn trước mắt chủ thành này không ăn được, uống cũng không được, liền định nhặt mấy món đồ vàng ngọc nhét vào tay nải. Hắn mở hộp ngọc thành chủ ôm, còn tưởng bên trong có kỳ chân dị bảo gì, nhưng trong đó chỉ có mấy tờ bản đồ da dê tàn cuốn lại. Cậu ta chửi đồng một tiếng, tiện tay ném sang một bên. Tôi thấy Sơ Lê Dương nhặt tờ da dê lên nhìn thử, sắc mặt cô liền biến đổi, hỏi cô trên tấm da dê có gì. Vẻ mặt Sơ Lê Dương ngưng trọng. Yêu nữ Tây Hà.